mới đây phát chính thức đạt 10 triệu người theo dõi, đồng thời trở thành niềm tự hào của cộng đồng YouTube Việt khi nhận nút kim cương danh giá của YouTube. Nhân sự kiện đặc biệt này, chúng tôi tìm đến VB Sachiwaji nổi tiếng cùng tên tuổi của Phát để lắng nghe những câu chuyện thú vị về nhóm hài này. Phát tự hào mang nút kim cương YouTube đầu tiên về Việt Nam. Xin chào, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân và ý nghĩa tên nghệ danh VB Sachi được không? Chào các bạn, mình tên thật là Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 3 tháng 6 năm 1990 tại Gia Lai. Nghệ danh của mình là VB Sachi hay mọi người có thể gọi thân thương là Bia. Hồi đó một người bạn cấp 3 rất thân đã đặt tên này cho mình thấy khá thích rồi lấy nickname này làm tên tài khoản Facebook và tên nghệ danh luôn. VB Sachi là thành viên nữ duy nhất trong sáng lập Phát. Các thành viên sáng lập khác là Đức Diễn, Trần Long, Thái Vũ, Quỳnh Phương, Vinh Râu, Astra17. Bạn đến với Phát TV như thế nào và điều gì khiến bạn gắn bó với kênh cho đến tận bây giờ? Hồi còn đi học, công việc làm thêm của mình là chụp ảnh mẫu và đi quay cho ca sĩ. Sau đó, trong một buổi quay mình tình cờ gặp Diễn, lúc đó Diễn đang là dựng phim cho một ekip chuyên sản xuất. Diễn ngỏ ý mời tham gia một phim ngắn và mình đồng ý. Đầu tháng 2 năm 2014, Diễn tập hợp mọi người để quay clip về Valentine nhằm ung vui vui lên mạng. Hai diễn viên chính của clip là mình và một anh bạn da đen chính là Thái Vũ. Thật bất ngờ là mọi người khá thích thú với clip mà tụi mình đăng lên mạng. Nhóm bắt đầu có động lực, cả ba ngồi lại để lên lịch cho các số tiếp theo. Một người anh là Astra17 cũng là đồng sáng lập của Phát đã tài trợ cho tụi mình thiết bị và bàn về việc lập một kênh về các video hài. Khoảng tập 6 thì gặp Vinh, tập 12 gặp Phương, sau đó nhóm quyết định làm series cơn nguội để duy trì công việc cho mọi người và gắn bó đến bây giờ. Thời gian Phát mới thành lập, chắc hẳn cả nhóm đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại. Bạn có thể chia sẻ thêm về khoảng thời gian này được không? Mình nghĩ thời điểm bắt đầu của ai cũng khó khăn, huống hồ việc làm phim thời điểm đó là quá mới và mạng xã hội video YouTube còn chưa phát triển mạnh ở Việt Nam. Ban đầu, Diễn cũng chia sẻ với tụi mình là nhất định nhóm phải thành công, nên cả nhóm cũng đạt quyết tâm cao nhất, nhưng làm xong 12 số đầu thì kết quả không mấy khả quan, nguồn thu không có. Hình ảnh Phát từ những ngày đầu hoạt động. Những video đầu tiên tụi mình không có thu nhập, kiếm bối cảnh công viên hoặc quán cà phê hoặc ngoài đường, bất cứ chỗ nào không tốn tiền thì tụi mình đến và xin quay. Chỗ nào bắt buộc tính phí hoặc nước nóng đồ ăn thì mỗi người góp một ít để trả. Rồi các bạn xoay sở thế nào với chuyện kiếm tiền để duy trì sản xuất? Trong lúc tình hình tài chính eo hẹp, mọi người quyết định nghỉ việc đang làm để tập trung hết cho Phát, ra series cơm nguội, lên kịch bản và sản xuất liên tục. Khi đó mọi người không nghĩ đến chuyện sẽ thành công hay nổi tiếng gì nữa mà chỉ nghĩ là được làm theo đam mê của mình và có thu nhập của YouTube, có lương cơ bản là vui rồi. Làm phim là cả một quá trình dài và tốn nhiều công sức. Trong quá trình đó, các bạn có gặp vấn đề sức khỏe hay tai nạn nào không? Năm 2017, tụi mình sản xuất khá nhiều, thời điểm này đa số mọi người đều có bệnh hết. Nhất là mấy bạn nam hầu như đều mắc các bệnh về xương khớp. Căn bệnh về dạ dày thì cả nhóm thường xuyên gặp phải do lịch di chuyển và ăn uống thất thường. Do đó, nhóm quyết định sẽ giảm số lượng lại để mọi người đảm bảo sức khỏe, có thể đi được đường dài. Có nhiều tai nạn nhỏ khi quay mà mình không thể nhớ hết được. Đáng kể nhất là lần dây điện bị hở, vài bạn trong nhóm bị điện giật mạnh, nhưng may mắn là không sao. Có lời chơi nào từ người xem mà bạn cũng như cả nhóm nhớ nhất không? Có rất nhiều lời chơi mà tụi mình đọc được. Rồi có thời điểm nhóm phải ngồi lại với nhau vì quá stress. Nhưng rồi tụi mình thống nhất là đặt sang một bên và làm tốt nhất công việc mình đang làm và coi đó là sự góp ý của khán giả dành cho mình. Cái nào đúng thì nghe và sửa, cái nào thấy không đúng thì bỏ qua. Cũng có những lời chơi bay khiến bản thân mình cảm thấy rất tổn thương, thậm chí có nhiều lúc mình tự vấn bản thân rằng mình có thực sự làm được hay không. Nhưng may mắn là đã qua hết rồi. Thành lập Phát là quyết định táo bạo của cả mình và nhóm, nhưng cũng phải cảm ơn khoảng thời gian đầu vất vả đã giúp tụi mình hiểu và đồng cảm với nhau nhiều hơn.
nhờ vậy mà sau này dù đối mặt với khó khăn gì cả nhóm cũng có thể cùng nhau vượt qua. Vậy còn kỷ niệm đáng nhớ nhất mà bạn có được trong khoảng thời gian làm Phát là gì? Mỗi ngày đi quay cùng Phát đều là một niềm vui và điều quý trọng đối với Bia. Cột mốc 10 triệu đăng ký và nhận nút kim cương từ YouTube cũng là một trong những kỷ niệm đẹp đáng nhớ nhất tính đến thời điểm hiện tại. Một kỷ niệm vui nữa là lần đầu tiên tụi mình được tài trợ 10 triệu đồng từ một anh chủ shop điện thoại. Lúc đó cả nhóm rất vui vì nhận số tiền quá lớn. Sau đó tụi mình quyết định lấy một nửa số đó để làm một cái gì thật chỉnh chu, nghiêm túc cho ra một nhóm, đó là làm áo đồng phục. Số tiền còn lại tụi mình dồn hết để chơi lớn thuê xe và trang phục để đi quay xa hơn. Và dĩ nhiên sau đó thì tất cả lại tay trắng. Bức ảnh Phát trong chiếc áo nhóm đầu tiên. Đây cũng là thời điểm khiến tụi mình bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc tiết kiệm để duy trì chi phí sản xuất. Gia đình có ủng hộ bạn làm diễn viên và cụ thể là tham gia Phát không? Mình nghĩ gia đình nào có con gái cũng luôn muốn con có một công việc ổn định. Tuy nhiên đối với Bia, gia đình lại luôn tin và ủng hộ con gái trong lĩnh vực nghệ thuật, dù không ai biết và theo đuổi ngành nghề này. Cả nhà mình còn là fan của Phát, chuyên cày Di cho mình nữa đó. Thậm chí có những bài báo, Di đeo tin tức về Phát, mình chưa biết mà ba mẹ và các em mình đã biết trước rồi. Chính may mắn được gia đình ủng hộ hết lòng. Đi qua một chặng đường dài, trải qua không ít khó khăn, vậy khi Phát nhận được nút kim cương của YouTube, bạn cảm giác thế nào? Mình thấy ngập tràn biết ơn. Biết ơn khán giả đã luôn ủng hộ, biết ơn các anh chị trong nghề đã luôn chỉ bảo và toàn bộ nhân sự ekip Phát đã đứng đằng sau để tạo nên thành công này. Với cột mốc đáng nhớ này, mình cũng tự hào khi Phát là kênh đầu tiên nhận được giải kim cương đầu tiên của thị trường YouTube Việt Nam. Cả nhóm đã đi liên quan tương bừng chứ. Hiện tụi mình vẫn phải đi quay liên tục để kịp ra sản phẩm nên chắc phải đợi đến dịp team building đầu tháng 10 mới có thể cùng nhau ăn uống hoành tráng được. Cuối tháng 10, nhóm sẽ có live show để tri ân tất cả mọi người đã ủng hộ cho Phát. Trong mắt bạn, các thành viên sáng lập Phát là người như thế nào? Bi thân với tất cả các anh em trong Phát. Họ nóng tính nhưng sống rất tình cảm, nghĩ cho tập thể và anh em trong team rất nhiều. Đã đi cùng nhau đến bây giờ thì với mình, họ đều là người trong gia đình rồi. Ai cũng đều đáng yêu và đáng trọng, từ những bạn phía sau hậu trường hay những bạn diễn chung. Không thể tránh được những hiểu lầm, xích mích cãi giả, nhưng sau cùng, tụi mình vẫn ở bên và động viên nhau. Phát hiện tại đã có hơn 80 thành viên chưa từng team đấu các giải game. Bạn có dự định gì để phát triển và đưa tên tuổi Phát đi xa hơn không? Trong nhóm, Bi là diễn viên nên mục tiêu hàng đầu là phải cố gắng hoàn thành trọn vẹn từng vai diễn được phân công. Để làm được điều đó, mình phải chú ý học hỏi diễn xuất từ các cô chú và anh chị đi trước và vẫn mong muốn bản thân có thể diễn được đa dạng nhân vật. Còn Phát vẫn luôn cố gắng để cho ra những sản phẩm tốt nhất phục vụ các bạn. Số lượng clip nhóm làm ra hiện nay không còn nhiều như trước vì chú trọng vào chất lượng. Bi mong muốn kênh Phát sẽ được bạn bè quốc tế biết đến. Ngoài thị trường YouTube, các thành viên đang có ý định lấn sân sang phim chiếu rạp. Nếu tụi mình ra mắt phim đầu tay thì mong mọi người hãy đến rạp ủng hộ nhé.